kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 6. Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực tài nguyên môi trường. Trao thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển gần 200 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Tàu vũ trụ Thần Nga 6 của Trung Quốc đã rời bề mặt trăng. Thưa quý vị, chiều qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức trao thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A4244B, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 200 kg ma túy từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang về Việt Nam tiêu thụ. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dự và trao thưởng cho các cá nhân đơn vị. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A4244B. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng chuyên án này là chuyên án điển hình, bắt được đối tượng thu giữ số lượng tang vật lớn, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ pháp luật, đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, sự quyết tâm quyết liệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm của ban chuyên án, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Phòng chống ma túy và tội phạm với Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào trong phát huy triệt để đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả các phương tiện trang bị kỹ thuật, lực lượng trực tiếp tham gia đánh án, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tướng Lê Đức Thái gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, sự quyết tâm quyết liệt không quản ngại khó khăn của các thành viên ban chuyên án và lực lượng tham gia đánh án đã làm nên thành công của chuyên án này. Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ 8 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 44 bánh heroin và 181,75 kg ma túy các loại. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Sáng qua ngày 4 tháng 6, Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đông đảo gia đình, người thân của chiến sĩ đã đến dự buổi lễ. Năm 2024, Trung đoàn 885 tổ chức tiếp nhận huấn luyện hơn 300 chiến sĩ mới đến từ 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và 2 quận thuộc thành phố Đà Nẵng. Bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, Trung đoàn 885 đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,8%. Chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các khoa mục. Kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,5% khá giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương đánh giá cao công tác huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 885, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các chiến sĩ đã hoàn thành chương trình huấn luyện tân binh và thực sự trở thành những quân nhân ưu tú trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong thời gian đến, mỗi quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ, ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau giờ phút tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng và được nhận vũ khí, hơn 300 chiến sĩ mới đã thực sự trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với danh hiệu cao quý bộ đội cụ Hồ. Sáng qua, Trung đoàn 143 đã tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 850 chiến sĩ mới tại đơn vị. Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 35, đại biểu chính quyền địa phương, có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham dự buổi lễ. Huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, Trung đoàn 143 Sư đoàn 35 tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho gần 850 tân binh các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk và Phú Yên về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau thời gian 3 tháng, những tân binh tại các đơn vị đã được giáo dục huấn luyện trở thành người chiến sĩ trong quân đội có kỷ luật nghiêm, sức khỏe tốt, nắm chắc nội dung giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật binh chủng từ từng người đến tổ bộ binh. Qua kiểm tra có tất cả nội dung đều đạt khá và giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ và các chiến sĩ trung đoàn, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, mỗi chiến sĩ phải có ý thức tự giác, trách nhiệm với lời thề thiêng liêng, không ngừng học tập rèn luyện, nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh sáng qua chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công giai đoạn 2020-2023. Báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, giai đoạn 2020-2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện 15 dự án với tổng nguồn vốn hơn 233,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 10,4 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh hơn 163,8 tỷ đồng. Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành phê duyệt quyết toán 10 dự án với số tiền hơn 167,5 tỷ đồng, trong khi đó một số dự án chưa tất toán, chưa được phê duyệt, chưa thu hồi hết số tiền vượt giá trị. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nới rộng thời gian chuyển giao tổng hợp hồ sơ, xem xét những hạn chế khách quan gây khó khăn trong công tác quản lý, thanh quyết toán và xóa khoản nợ không có khả năng thu hồi và bù trừ thanh toán nợ khối lượng cho đơn vị. Sở Y tế thông tin từ năm 2020 đến nay, đơn vị tiếp nhận 20 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 511,9 tỷ đồng, hoàn thành phê duyệt quyết toán 12 dự án với nguồn vốn hơn 159 tỷ đồng. Nộp trả ngân sách 658 triệu đồng, cấp bổ sung hơn 3,9 tỷ đồng, trong khi đó có 6 dự án vượt giá trị quyết toán. Theo Sở Y tế thì hầu hết các dự án đều gặp khó khăn do nhà thầu yếu năng lực, công tác tiếp cận hoàn chỉnh hồ sơ của cán bộ còn hạn chế, dẫn đến chậm triển khai và bất cập. Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị hai đơn vị đề xuất các phương án triển khai phân bổ nguồn vốn để thực hiện hiệu quả kinh tế sau đầu tư, nỗ lực triển khai thực hiện những dự án chậm tiến độ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao năng lực cuộc sống người dân, thay đổi diện mạo của tỉnh trong những năm đến. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo thông tin về Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024 giai đoạn 1 khu vực 3 tại tỉnh Quảng Nam. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 giai đoạn 1 khu vực 3, gọi tắt là Hội khỏe Phù Đổng khu vực 3, do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành, với sự tham gia của 2.135 vận động viên đến từ 12 tỉnh thành, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam. Các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực 3 sẽ tranh tài ở 11 môn thi gồm kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu và thể dục aerobics. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội lớn nhất của tuổi trẻ học đường được tổ chức 4 năm một lần nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, Hội khỏe Phù Đổng khu vực 3 sẽ phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho các địa phương, cho ngành giáo dục và quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp, hỗ trợ và đồng hành trong công tác quảng bá, tuyên truyền chương trình đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức cá nhân trong nước, quốc tế, góp phần vào sự thành công chung của sự kiện này. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10 năm 2024 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cũng trong sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision, tham dự có đại diện các sở ngành và địa phương liên quan. Từ năm 1997 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ nhiều chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh và đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người hưởng lợi, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống của người dân, nhất là đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Mỗi năm, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới viện trợ cho Quảng Nam khoảng 40 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định nguồn lực hỗ trợ của tổ chức trong các năm qua cùng những tình cảm, sự quan tâm của tổ chức đối với bà con Quảng Nam, đặc biệt là các địa bàn triển khai dự án, là minh chứng sinh động nhất cho sự đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Quảng Nam. Trong thời gian đến, đồng chí Trần Anh Tuấn mong muốn tổ chức Tầm nhìn Thế giới tiếp tục quan tâm, giúp tỉnh vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ để đầu tư các công trình, dự án tạo sinh kế cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển. Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 1941, ngày 6 tháng 6 2024, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã đến thăm chúc thọ, tặng quà một số cụ ông, cụ bà cao niên trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Đoàn đã đến thăm tặng quà của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và quà của tỉnh cho các cụ Trần Thị Tháo, Đoàn Văn Hương, Đỗ Thị Diện, năm nay cùng tròn 100 tuổi, và các cụ Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Dung, năm nay cùng tròn 90 tuổi. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn gửi lời thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các cụ, đánh giá cao những cống hiến đóng góp của các thế hệ người cao tuổi nói chung và các cụ nói riêng trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi, quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi trong giáo dục và làm gương cho con cháu. Tại làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 và phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Ngày Môi trường Thế giới do chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động là sự kiện được Việt Nam hưởng ứng tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay. Cùng với cả nước, hàng năm, Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú, thiết thực như triển khai các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm đen, điểm tập kết rác thải không đúng quy định, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, phát quang bụi rậm, tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh, với chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 là phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, đây là cơ hội để mọi người cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, cùng chung tay hành động hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường về mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sáng qua, huyện Đại Lộc, Long Trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã phát động 26 đợt thi đua cao điểm, 30 đợt thi đua đột kích cao điểm, đồng thời lồng ghép thực hiện các đợt thi đua với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như diễn tập, tuyển quân, hội thi, hội thao. Qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong lực lượng vũ trang huyện, đã cổ vũ động viên nhiều tập thể cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giai đoạn 2024-2029, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, hướng các hoạt động thi đua khen thưởng vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng qua ngày 4 tháng 6, Quốc hội bắt đầu tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực đầu tiên là Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trả lời làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 5 nhóm vấn đề để xin ý kiến các đại biểu, qua đó quyết định 4 nhóm vấn đề để Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thuộc trách nhiệm của 4 bộ trưởng, trưởng ngành gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thực hiện quy định tại nội quy kỳ họp Quốc hội, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 tiếp tục được tiến hành theo cách thức hỏi nhanh, đáp gọn. Theo đó, người trả lời chất vấn có thời gian không quá 5 phút phát biểu về vấn đề thuộc lĩnh vực chất vấn trước khi Quốc hội tiến hành chất vấn. Mỗi lượt chủ tọa phiên họp sẽ mời 3 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Mỗi đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu chỉ nên tập trung vào 1 đến 2 vấn đề tâm đắc và trong phạm vi nội dung chất vấn tại kỳ này. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 13 quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định phương án giá, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải ban hành văn bản định giá. Trong đó, dịch vụ hàng không được định giá cụ thể gồm dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay, điều hành bay đi đến, phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay, đảm bảo an ninh hàng không, điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Các dịch vụ hàng không được định khung giá gồm dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay, cho thuê quầy làm thủ tục hành khách, cho thuê ban truyền hành lý, cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay, với các cảng hàng không còn áp dụng phương thức trọn gói. Phân loại tự động hành lý đi, tra nạp xăng dầu hàng không, sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay. Gần 1 năm rưỡi triển khai, quá trình thi công dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vẫn gặp nhiều khó khăn do tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật tại nhiều địa phương còn chậm. Tính đến cuối tháng 5, diện tích mặt bằng đã bàn giao cho dự án đạt gần 708 km, đạt hơn 98%. Một số địa phương tiến độ bàn giao mặt bằng công trình kỹ thuật còn rất chậm như Quảng Bình, Quảng Trị. Nhằm đảm bảo tiến độ thi công toàn dự án, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường nguồn lực tổ chức thi công khoa học, hoàn thành dứt điểm các đoạn tuyến không vướng mặt bằng. Tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 4 tháng 6, người thân của ông Nguyễn Trường Xuân, 86 tuổi, trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư. Đến nhà ông Xuân thì phát hiện ông Xuân đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh ngôi nhà. Tiếp tục phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1985, con gái ông Xuân, tử vong ở con sông cạnh nhà. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 4 tháng 6, cơ quan công an tìm thấy thi thể con trai chị Hương, sinh năm 2019, cũng ở khúc sông trên. Đến 14 giờ chiều qua, lực lượng công an vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường. Công an huyện Vũ Thư phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc nghiêm trọng này. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Quế Sơn hiện có hơn 14.000 người cao tuổi. Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Quế Sơn luôn nỗ lực chăm lo đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau. Trong năm 2023, các cấp hội đã vận động trao tặng gần 1.300 suất quà trị giá 180 triệu đồng cho người cao tuổi, phối hợp khám sức khỏe cho hơn 2.500 cụ, trong đó khám tại nhà 479 cụ không đi lại được, khám sàng lọc mắt và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 30 cụ, tổ chức chúc thọ 1.922 người cao tuổi theo quy định. Đặc biệt, trong năm qua, Hội người cao tuổi ở Quế Sơn đã vận động hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình thương cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo khó khăn, mỗi nhà 50 triệu đồng. Xưa kia là tôi ở cái ngôi nhà tạm bợ, được hội người cao tuổi của huyện về giúp đỡ cho tôi, cho tôi được cái ngôi nhà. Thì ngày hôm nay tôi ở thì cũng được ổn định, thì tôi thành thật cảm ơn. Đối với hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, Hội người cao tuổi huyện Quế Sơn tập trung đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi sôi nổi bổ ích, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Hiện nay trên địa bàn huyện có 49 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 17 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 3 câu lạc bộ cờ tướng, 5 câu lạc bộ thơ và văn nghệ. Tôi đến với đội dưỡng sinh là đã 4 năm, tôi thấy là đem lại hiệu quả rất là cao cho sức khỏe cũng như là đời sống tinh thần. Qua luyện tập dưỡng sinh thì giúp cho máu huyết được lưu thông, xương khớp rất là chắc khỏe. Và đội dưỡng sinh chúng tôi khi luyện tập thì tâm thái rất là nhẹ nhõm, thanh thản, hòa với lời ca, điệu nhạc. Chính vì vậy là cái nỗi mệt nhọc thường nhật sẽ xua tan. Ngoài chăm lo đời sống, Hội người cao tuổi huyện Quế Sơn còn tập trung phát huy vai trò của người cao tuổi. Hiện toàn huyện có 467 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể ở cơ sở, gần 1.200 cụ tham gia công tác khuyến học khuyến tài. Hưởng ứng cái chủ trương xây dựng nông thôn mới thì bản thân và gia đình hiến gần 200 mét đất ở và trên 500 mét đất ruộng để phục vụ cho cái việc mở rộng đường xá, giao thông nông thôn, phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh của bà con nông dân ở địa phương. Với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, Hội người cao tuổi huyện Quế Sơn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên, đồng thời phát huy được kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, tàu vũ trụ Thần Nga 6 của Trung Quốc đã rời bề mặt mặt trăng, mang theo các mẫu vật thu thập được từ phần tối của hành tinh này. Đây được đánh giá là một thành tựu chưa từng có trong lịch sử khám phá mặt trăng của loài người. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, tàu lấy mẫu vật đã đi vào quỹ đạo được thiết lập sẵn quanh mặt trăng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, nhanh chóng và cất giữ các mẫu vật trong một thùng chứa bên trong tàu theo đúng kế hoạch. Trong quá trình lấy mẫu và đóng gói, các nhà nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng lấy mẫu trong phòng thí nghiệm mặt đất dựa trên dữ liệu được gửi về từ vệ tinh Thước Kiều 2, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc ra quyết định và vận hành ở mọi khâu. Tàu Thường Nga 6 sử dụng hai phương pháp lấy mẫu vật mặt trăng, bao gồm lấy khoáng mẫu vật dưới mặt đất và lấy mẫu trên bề mặt bằng cánh tay robot. Do dân số ngày càng giảm, nên xe tự lái cấp độ 4 hay xe lái hoàn toàn tự động đang được xem là phương tiện giao thông đầy hứa hẹn ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc thử nghiệm vận hành loại xe này đang bộc lộ nhiều vấn đề, khiến việc nhân rộng mô hình trong tương lai có thể bị ảnh hưởng. Nhật Bản đã cho thử nghiệm vận hành xe tự lái cấp độ 4 tại thị trấn Eheji thuộc tỉnh Fukui từ một năm nay. Trong quá trình thử nghiệm đã có một số tai nạn xảy ra như việc một xe tự lái đã đâm vào một chiếc xe đạp đang dừng hồi tháng 10 năm ngoái do lỗi nhận diện của camera. Sau vụ việc này, Nhật Bản đã phải cấp tốc cải thiện khả năng nhận dạng của camera trên các xe tự lái và mới chỉ cho khôi phục hoạt động thử nghiệm hồi tháng 3 vừa qua. Bên cạnh lỗi trên, các xe tự lái cấp độ 4 hiện không được qua các giao lộ do cả vấn đề kỹ thuật và pháp lý. Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ cung cấp dịch vụ này tại 50 địa điểm trên cả nước vào năm tài chính 2025 và coi đây là giải pháp cho bài toán giao thông công cộng trong tình trạng thiếu hụt tài xế do dân số giảm và già hóa. Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào mới đây của Ngoại trưởng Thái Lan, hai nước đã thảo luận về kế hoạch xây thêm cây cầu thứ 6 bắc qua sông Mekong, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu quốc tế La Lây của Việt Nam tới Thái Lan và ngược lại. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được bắc từ tỉnh Salavan, miền Nam Lào sang tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan qua sông Mekong. Giới chuyên gia đánh giá cây cầu không chỉ kết nối hai nền kinh tế mà còn góp phần tăng cường kết nối giao thương trong khu vực ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên và giúp tăng giá trị thương mại giữa ba nước Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hiện Lào và Thái Lan đang chuẩn bị khánh thành cầu hữu nghị số 5 bắc qua sông Mekong, nối hai tỉnh Bolikhamsay và Bơ Càng vào cuối năm nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là một điểm báo. Thưa quý vị, trên trang 2 báo Quảng Nam số ra hôm nay, tác giả Tâm Đan có bài Techfest Quảng Nam 2024 nơi kết nối thương mại sản phẩm. Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ tối ngày 5 tháng 6 tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ, hàng trăm gian hàng sản phẩm đa dạng ở trong và ngoài tỉnh bắt đầu trưng bày giới thiệu đến người tiêu dùng, đối tác. Qua danh sách đăng ký gửi về ban tổ chức, số lượng gian trưng bày tại Techfest Quảng Nam 2024 dự kiến tăng khoảng 100 gian so với năm 2023. Theo kế hoạch có khoảng 330 gian trưng bày, nhưng đến nay các tỉnh thành và 18 huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị trong tỉnh đã đăng ký 430 gian trưng bày. Dự kiến Techfest Quảng Nam 2024 sẽ trưng bày giới thiệu số lượng sản phẩm lớn. Các sản phẩm trưng bày đảm bảo về nhãn hiệu, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng theo quy định. Năm nay, ngoài các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hoạt động trưng bày Techfest Quảng Nam 2024 sẽ có nhiều hơn các gian hàng giới thiệu sản phẩm ở các lĩnh vực cơ khí, công nghệ, các giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật thuộc các trung tâm, trường cao đẳng, đại học. Trên trang 12, tác giả Xuân Phú có bài viết Nóng cuộc đua vào lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2024-2025 diễn ra trong 3 ngày, ngày 4, ngày 5 và ngày 6 tháng 6 tại 4 địa điểm là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, Tam Kỳ, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông và trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Hội An. Thí sinh dự thi 3 môn chung gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Có 1.640 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 773 thí sinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông có 867 thí sinh với 9 lớp chuyên, mỗi lớp 35 chỉ tiêu, gồm toán, văn, lý, hóa, sinh, sự, địa, tiếng Anh, tin học. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay khá đông, cho thấy sức hút vào hai ngôi trường chuyên của tỉnh ngày càng lớn. Riêng tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 450 thí sinh đăng ký dự thi với chỉ tiêu tuyển sinh là 175. Các em làm bài thi 3 môn, ngữ văn, toán và tiếng Anh, thi cùng đề và cùng ngày với thi chuyên. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 88%, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 90%, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 58 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 96%, gió nhẹ. Đây thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.